nhận Maria về nhà, vì bà mang thai với phép Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai, tên con trẻ là Giê-xu, nghĩa là Chúa Cứu Thế. Chuyện đời có vẻ đơn sơ mà khó hiểu, chớ vội vàng nghi ngờ. Để cứu chuộc chúng ta, Chúa luôn luôn cần đến hợp sức của con người. Xin vân lòng thành của Thánh Giuse, của Mẹ yêu, của chính mọi người. Giuse, Giuse, con vua David, đừng ngại nhận Maria về nhà, vì bà mang thai với phép Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai, tên con trẻ là Giê-xu, nghĩa là Chúa Cứu Thế. Cuộc đời nối kết Giuse và Maria thành một gia đình. Trước khi về sống chung, Maria thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Giuse bạn đời không ngừng cố cao nên đứng thẳng, kính đau xa liền. Giuse, Giuse con vua David, đừng ngại nhận Maria về nhà, vì bà mang thai với phép Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai, tên con trẻ là Giê-xu, nghĩa là Chúa Cứu Thế. Chuyện đời có vẻ đơn sơ mà khó hiểu, chớ vội vàng nghi ngờ. Để cứu chuộc chúng ta, Chúa luôn luôn cần đến hợp sức của con người. Xin ban lòng thành của Thánh Giuse, của Mẹ yêu, của chính mọi người. Giuse, Giuse con vua David, đừng ngại nhận Maria về nhà, vì bà mang thai với phép Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai, tên con trẻ là Giê-xu, nghĩa là Chúa Cứu Thế. Bà sẽ sinh con trai, tên con trẻ là Giê-xu, nghĩa là Chúa Cứu Thế. Bà sẽ sinh con trai, tên con trẻ